Xin chào tất cả các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn đưa ra một cái ý kiến để anh em có thể thảo luận và góp ý là mình có nên làm hay không. Đó là một vấn đề liên quan đến việc là giao lưu và học hỏi. Mình muốn được tạo ra một sân chơi dành cho những người làm YouTube. Lý do tại sao? Tại vì hiện nay có rất nhiều người làm YouTube, rất nhiều bạn đam mê làm YouTube nhưng không có đủ khả năng để làm, nhất là về kinh tế. Không phải ai cũng có tiền chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo là cái tốt, nhưng mà không có tiền chạy quảng cáo thì mình phải tính cách khác. Không thể suốt ngày đi đăng ký chéo được, hay là đi súp chéo, đi kêu gọi, xong là đi và chửi nhau ầm ầm ở trong các cái nhóm đăng ký, rồi là cãi nhau ầm ĩ lên, nó không hay. Thì mình quyết định hôm nay mình mở ra một cái video này và mình muốn tạo ra một sân chơi dành cho anh em. Sân chơi là có luật, nó gần như dạng đăng ký chéo, nhưng không. Nó chéo nhưng một cách trong sáng, chéo một cách minh bạch và một cách lành mạnh và lâu dài. Mình nói luôn, làm YouTube là để kiếm tiền chứ không phải làm YouTube để bật kiếm tiền. Đồng ý là các bạn đi đăng ký chéo, các bạn có người đăng ký, các bạn bật kiếm tiền được. Nhưng sau này khi các bạn bật kiếm tiền rồi, các bạn không có ai xem nữa thì các bạn không có tiền. Đó mới là vấn đề. Và lý do mình tạo ra sân chơi ngày hôm nay đó chính là các bạn có thể giao lưu với nhau với muôn đời về sau này. Cuộc chơi nào cũng phải có luật, mình đưa ra luật luôn. Ví dụ như một video mình đăng lên, sau đó dưới phần bình luận mình sẽ có ghim các cái tab giống như là đây là phần bình luận dành cho những kênh làm về ẩm thực. Và dòng thứ hai là mình ghi là đây là những bình luận dành cho những kênh làm về game. Và dòng thứ ba là đây là phần bình luận dành cho những kênh làm về chủ đề vlog cuộc sống. Hoặc đây là những kênh dành cho chủ đề vlog chôn hay như thế nào đó. Thì mình sẽ chia rõ ra và anh em cứ vào đó anh em bình luận và anh em bắt đầu là chia sẻ với nhau, giao lưu học hỏi. Ví dụ như có người anh em vào bình luận rằng các bạn ơi, kênh của mình làm về chủ đề ẩm thực, thì các bạn có thể là ghé qua xem, ủng hộ cho mình rồi góp ý kiến cho mình. Và những ai cùng chủ đề về ẩm thực với kênh của mình thì có thể là sang đóng góp ý kiến cho mình, rồi là mình cùng giao lưu, kết bạn Facebook, chia sẻ và giao lưu lâu dài sau này. Đó mới là cả sân chơi lành mạnh nhá. Đây là sân chơi mình dành ra cho anh em, nhưng phải lành mạnh chứ không phải là sân chơi dành cho những cái người mà đăng ký xong bỏ đi. Như vậy là không chơi. Nếu mà mình phát hiện bất kỳ một ai có biểu hiện như vậy, gian lận như vậy, thì mình cũng chẳng giải quyết được đâu, tại vì mình cũng đâu có biết đâu. Nhưng vấn đề ở đây đánh vào cái tâm lý của anh em, đánh vào cái tình người của anh em. Anh em đã giúp đỡ nhau thì giúp đỡ cho chót. Anh em giúp người ta thì người ta sẽ giúp lại anh em. Giao lưu sòng phẳng. Ví dụ như ông A này đăng một video lên, rồi những ông kia ngày xưa vào đăng ký, ông B, ông C, ông D vào đăng ký kênh cho ông A rồi, thì bây giờ khi nhận được thông báo là kênh ông A vừa có video mới thì đương nhiên là ông B, ông C cũng vào xem và bình luận góp ý cho. Đó là ông A đã có thu nhập. Và khi ông B đăng video lên thì ông A, ông B, ông C vào cũng như vậy. Thì anh em sẽ rất là nhàn. Anh em phải tôn trọng nhau, phải yêu quý nhau, đùm bọc nhau, chứ không phải đăng ký xong bỏ đi nhá. Nếu mà anh em đăng ký xong anh em bỏ đi thì những người khác cũng thế thôi. Người ta bảo là kênh này không tương tác thì người ta cũng bỏ đi thôi. Thì anh em làm YouTube anh em không có tiền đâu. Cho nên là sân chơi mình dành ra cho anh em là phải minh bạch và trong sáng và giao lưu lâu dài một cách lành mạnh. Nên giao lưu cùng những kênh cùng chủ đề, chứ không được đi kêu gọi những kênh khác chủ đề. Tại vì người ta chỉ quan tâm đến những kênh cùng chủ đề, ẩm thực thì chuyên ẩm thực, chôn thì chuyên về chôn, game thì chuyên về game. Ví dụ kênh về game, anh em có game mới, anh em bảo kênh của tôi vừa đăng một cái video game mới này, anh em có thể vào thử nghiệm hay là vào chơi thử xem như thế nào và đóng góp ý kiến cho tôi, chẳng hạn như vậy. Tuyệt đối bình luận không được kêu gọi sub chéo, tuyệt đối bình luận không được kêu gọi đăng ký chéo. Tất cả mọi thứ đều bình luận theo cái tâm của mình. Mình nghĩ như nào mình bình luận như thế, không được spam bình luận, không được phép là lặp đi lặp lại một cái bình luận giống nhau. Anh em nhớ điều đấy, lưu ý. Sân chơi nào cũng có luật. Nếu mà mình cảm thấy cái này không hiệu quả thì mình có thể bỏ đi và mình không mở sân chơi này nữa. Mình đóng tất cả lại và anh em tiếp tục làm YouTube một cách bình thường. Đây là mình thử nghiệm xem. Nếu như ai đồng ý thì có thể là bình luận cho mình biết để mình mở cái sân chơi này dành cho anh em trực tiếp trên kênh TVlog này luôn. Và nếu nó hữu ích thì anh em có thể là chia sẻ cái video này đến tất cả những các cái nhóm hiện tại gọi là nhóm súp chéo, đăng ký chéo, để mọi người có thể là vào đây giao lưu, học hỏi với nhau và phát triển lâu dài, cùng nhau kiếm tiền chứ không phải cùng nhau để bật kiếm tiền nhá. Không được lừa lọc nhau. Mình là con người Việt Nam mà, phải cùng nhau đoàn kết thì mới thành công được. Thì video này chỉ ngắn gọn như thế thôi. Hy vọng là chút thông tin này có thể là giúp anh em được làm YouTube đỡ vất vả hơn. Thân ái và quyết thắng. Chào tất cả anh em. Bye bye.